Xin chào các bạn, giới thiệu với các bạn đây là Tripod điện thoại Gimbal AI. Sản phẩm này là một công nghệ kết hợp giữa Gimbal và trí tuệ nhân tạo AI để cung cấp ổn định hình ảnh và quay video chất lượng cao. Gimbal AI sử dụng các thuật toán và phân tích hình ảnh để nhận biết và dự đoán các chuyển động, sau đó điều chỉnh Gimbal một cách tự động để giữ cho camera ổn định trong quá trình di chuyển. Với Gimbal AI, người dùng có thể tận hưởng các tính năng như chụp ảnh và quay video mượt mà, đảm bảo rằng hình ảnh không bị rung lắc hoặc mờ. Công nghệ này đặc biệt hữu ích cho các nhiếp ảnh gia và nhà làm phim, cũng như cho những người sử dụng điện thoại di động. Trên đây là review về Tripod Gimbal AI. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.